Ngày 20 tháng 5, Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Thái, sinh năm 1970, ngụ quận Bình Thạnh, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, khoảng 4 giờ ngày 3 tháng 5, Thái mang theo bao tải đi từ đường Tôn Đức Thắng lên cầu Thủ Thiêm 2, tìm cách lấy trộm các nắp cống hình tròn rồi bỏ vào bao. Sau đó, Thái mang về bán cho chủ tiệm ve chai được 700.000 đồng, 70kg. Thấy dễ dàng nên ngày 5 tháng 5, Thái lấy trộm thêm các nắp cống bán cho người thu mua ve chai ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, được 400.000 đồng. Qua truy xét, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận 1, Công an thành phố Thủ Đức đã bắt giữ được Thái vào ngày 13 tháng 5. Trích lục hồ sơ, Thái có 4 tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Quá trình điều tra, Thái khai lấy trộm 32 nắp cống bán hơn 1 triệu đồng. Qua thẩm định, số nắp cống này trị giá 11 triệu đồng.